Quay này, quay này. Chào các bạn, hôm nay mình có dịp trên tay một chiếc máy bay trực thăng siêu mini. Thì điều đầu tiên khi mình cầm trên tay chiếc máy bay này, đó là nó vô cùng nhỏ gọn này. Tay cầm điều khiển thì vuông vắn, rất dễ cầm. Và cái tay cầm này nó cũng chính là hộp đựng máy bay luôn. Thì đối với cái hộp tay cầm điều khiển này, nó rất dễ để các bạn có thể mang đi dã ngoại hay mang đi du lịch, rất là tiện lợi. Đây, các bạn có thể quan sát thấy, thì để sử dụng chiếc máy bay này, các bạn sẽ mở hai cái này, có hai nút open ở bên hai bên này, các bạn sẽ bóp vào đây và các bạn bật lên đó, thì các bạn sẽ mở cái lắp này ra và các bạn sẽ lấy chiếc máy bay ra. Wow, thật tuyệt vời. Đây, các bạn có thể quan sát thấy không, chiếc máy bay nó nằm luôn nhỏ gọn luôn trong lòng bàn tay của mình luôn này. Thì ở trên hộp này thì nó còn cái một dây sạc này. Dây sạc này nó lấy từ nguồn từ pin của tay cầm điều khiển. Và dây sạc này nó sẽ sạc vào máy bay qua cái vị trí chân giắt như này. Ở trên máy bay đây, các bạn chỉ việc cắm vào là nó sẽ lên điện. Thì ở đây cái tay cầm điều khiển này nó sử dụng 4 quả pin. Thì trước khi sử dụng, các bạn sẽ cắm sạc vào. Thì đây, cái vị trí sạc đây, các bạn sẽ cắm vào cái giắc máy bay như này. Đó. Thì các bạn cắm vào thì nó sẽ chưa có đèn báo tín hiệu, bởi vì là mình chưa bật công tắc ở nguồn ở trên cái hộp điều khiển này. Thì hộp điều khiển này nó sẽ có hai công tắc, một công tắc thì nó ở nút AB và một công tắc là up on. Thì đây chính là up on, up này này chính là cái công tắc bật tắt nguồn. Các bạn chỉ cần bật on lên đó, các bạn thấy không, tín hiệu đèn của tay cầm điều khiển sáng này. Và bây giờ mình cắm lại cái máy bay này. Đó, khi cắm chiếc máy bay vào thì để tín hiệu sạc thì nó sẽ là nhấp nháy xanh, nhưng vì là chiếc máy bay này của mình đã đầy pin rồi nên nó sẽ nhấp nháy đỏ. Thì để sử dụng chiếc máy bay này thì đầu tiên các bạn sẽ bật công tắc nguồn của máy bay lên. Đây, công tắc nó nằm ở cái vị trí này, nó rất là nhỏ, thì mình sẽ quay sát cho các bạn nhìn cho rõ. Đây, mời các bạn quan sát. Đây chính là cái giắc để sạc này. Ở đây nó chỉ có hai chân thôi. Thế còn đây chính là cái tay cái nút gạt bật nguồn cho máy bay này. Các bạn chỉ gạt sang bên này. Đó, các bạn thấy không? Đèn nhấp nháy sáng này. Đây, thì bây giờ các bạn sẽ quan sát cái cách mình điều khiển này. Các bạn sẽ gạt cái tay lên xuống này thì máy bay nó sẽ quay này. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó lên này. Đó, quay này, quay này. Để điều khiển những chiếc máy bay như này thì bao giờ các bạn cũng phải bỏ một chút thời gian ra để làm quen và với cái cách điều khiển của những chiếc máy bay này đấy ạ. Chứ không phải là ai cũng có thể sử dụng được ngay. Nhưng mà nếu mà sử dụng, những người đã sử dụng rồi đấy thì sẽ điều khiển sẽ dễ dàng hơn. Đây, các bạn sẽ quan sát thấy này. Khi các bạn gạt lên phải 1/3, cố định 1/3 của cái tay gạt này thì nó sẽ lên ngay. Chắc, và các bạn có thể thấy không, nó có thể chịu va đập được rất là lớn mà không vấn đề gì cả.
quay này, tiến lên phía trước này, nôi này, đấy, trái này, phải này, sau khi chân tay và trải nghiệm chiếc máy bay 3,5 cân này, mình cảm thấy chiếc máy bay này dễ điều khiển này, chịu va đập tốt và đặc biệt là rất nhỏ gọn, các bạn có thể mang đi ra ngoài hay đi du lịch mà không sợ là nó làm ảnh hưởng đến máy bay vì nó nằm sẵn trong hộp này, trong hộp tay cầm này. Và nếu mà các bạn muốn biết về một sản phẩm nào đó thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video này, mình sẽ mua về và trải nghiệm đánh giá và post video lên cho các bạn cùng xem, thì khi đó là các bạn có thể quyết định là mua hay không mua những sản phẩm đó. Để ủng hộ mình, các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.